Dạ, con chào cô. Chào MC Cát Tường. Dạ, hôm nay nãy giờ cô coi, cô thấy vui không cô? Nói chung là vui lắm, gặp Cát Tường ở trong TV. Nhưng mà dạ, hôm nay mới gặp Cát Tường trực tiếp. Dạ, nhưng mà nãy giờ cô chê con, cô chậm quá, cô chọc ghẹo em nó hoài. Cô có giận con không? Không, 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 không. Dạ, con vui rồi cô ha, cô muốn làm cho chương trình Cát Tường là mạnh mẽ lắm đấy, biết dạ. Hôm nay cô đến đây đúng là tìm con dâu. Dạ. Đây là một cái duyên thì mong hai con này cho nhau cơ hội. Dạ, nhưng mà cô có cái tiêu chuẩn nào cô lựa chọn, cô có cái yêu cầu gì không cô? Cô nhìn thấy con gái kia là cô ưng á. Ưng rồi hả cô? Dạ. Con chào cô ạ. À. Rồi, cô chào cô. Cô có khỏe không ạ? À? Dạ, cô vẫn khỏe. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô đã đến cùng anh và chia sẻ hôm nay đúng là tình cảm với con ạ. À, nhờ bà Mai MC Cát Tường. Dạ. Đã dẫn dắt hai con đến đây. Thì cô cũng mong hai con này cho nhau cơ hội để tìm hiểu, tiến tới hôn nhân. Cảm ơn Cát Tường. Dạ, hai mẹ con ôm nhau một cái nè, biết đâu nè, biết đâu bất ngờ. Dạ. À, hay quá, cảm ơn nha. Rồi, về vị trí đi cưng, giờ cô đứng đây nha, để con qua phỏng vấn họ nhà gái đông quá. Dạ, ai là chị ruột ạ? Dạ em. Dạ, em tên gì? Dạ em tên Lan, em là chị gái của Thanh. Dạ, chị gái của Thanh. Vâng. Đứng gần chắc chồng rồi gì nữa. Đúng rồi ạ. Dạ. Thế hôm nay lắng nghe câu chuyện của hai em từ nãy giờ thì tâm lý là của một người chị gái ngồi bên dưới thì cảm xúc như thế nào? Em cảm thấy rất là vui. Chương trình tạo điều kiện cho hai bạn, hai em gặp nhau. Nếu có duyên thì hai bạn, hai em đến với nhau. Anh rể. Anh rể thay. Hai người đàn ông. Mong là đưa hai bạn tạo nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Sau này mà tiến tới được hôn nhân rồi phát triển nữa thì anh em mình có cơ hội. Hai anh em mình cùng treo. Rồi hôm nay trời, tôi muốn tuyển em đi lấy chồng đó em, đi đội hình đông thì là quyết tâm rồi đó. Dạ thôi thì cảm ơn gia đình hai bên nha, và Tường cũng hy vọng là với cái sự ủng hộ của hai bạn. Dạ em chào chị Cát Tường. Chào chị Cát Tường, chào bạn bên kia và quý vị xem chương trình. Em tên Công Nguyên, năm nay em 38 tuổi, nhân viên IT, sinh sống và làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Rồi, thế còn em gái? Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Công Nguyên, em chào quý vị khán giả. Em là Lê Thị Thanh, 35 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Triệu Sơn, Thanh Hóa. Thì hiện tại thì đang sống ở chung cư Hương Ngân ở quận 12. Em đang là một kế toán viên. Ở quận 12 là ở với ai? Dạ em ở với chị gái và anh rể của em. À, vậy điểm mạnh điểm yếu của em là gì cưng? Điểm mạnh của em thì em là một người năng động, hiền, biết nấu ăn. Em sống rất là tình cảm, sống có trách nhiệm với gia đình. Điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính một chút, không có thích sự im lặng của người khác. Còn bên mình? Dạ, điểm mạnh của em là sống có trách nhiệm, vui vẻ, hòa đồng. Vui, nãy giờ tôi chưa thấy vui. Vui. À, cười lên cho nó vui. Gì nữa? Điểm yếu của em là hơi trầm tính, ít nói. Không biết cách thổ lộ. Cho qua mấy chục năm chưa có nụ hôn đầu tiên luôn, chưa nắm tay. 38 tuổi chưa có, vậy là chưa có mối tình nào. Dạ, nhưng mà nắm tay cũng chưa luôn hả? Dạ ba. Không lẽ hồi đi học rồi không có thích cô nào, không có nắm tay cô nào đã? Chưa tới bước được nắm. À, chắc tại em nhát quá, chứ đâu phải nắm mà người ta không cho. Không có nhát mà chưa có kịp cơ hội nào để mà để nắm được. Có thích cô nào chưa? Dạ có chứ, thích thì cũng nhiều lắm nhỉ. Mà có nói với người ta là anh thích em, tôi thích bạn gì không? Thể hiện hành động đó còn chưa lỡ ngỏ lời đó. Thể hiện hành động mà sao không nắm tay? Sợ ta nói này nói kia. Sợ hoài, sợ thiệt luôn. Lần cuối cùng mà thích một ai đó là năm nào? Thích thì năm ngoái. Thích người ở sống gần khu nhà. Rồi có nói cho người ta biết là anh thích em không? Chưa nói. Cũng không luôn. Dạ. Hành động là hành động gì cho ta biết mình thích người ta? Chỉ nắm dẫn dắt người đó đi, kiểu nắm kiểu cổ tay thôi, chưa dám nắm tay thôi. Trời ơi, mắc mớ gì cái cổ tay xuống, cái tay có một chút rồi đây không kéo xuống vậy. Mới đưa đó người ta đã đưa ra ngoài rồi, không dám đưa. Đẩy ra rồi. Trời ơi, đôi lúc trong cuộc sống phải bạo lực một chút chứ. Người ta đẩy ra thì mình cũng phải nhào tới cái nữa. Nhiều khi người ta mắc cỡ, người ta đẩy ra vậy thôi, người ta đẩy ra nhưng mà người ta đấm cái nữa là người ta cho nắm. Dạ, nó kinh nghiệm gì hết trơn trời á. Giống như kiểu là em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại. Nhiều khi tới nhà bạn gái chơi mua đồ ăn, tới cái cổ nói hôm mai mốt anh đừng mua nữa nha, cái mai mốt không mua nữa.
Yeah. Thật thà quá, trời tôi tức. Tôi nói mình đang giận muốn chết mà mình muốn người ta nhào vô người ta ở ôm mình cái là mình hết giận liền. Mà cứ đứng đó hoài, mặt thì cứ sụ xuống thấy mình giận á, sợ đó. Mặt không nói được câu nào mà mình tức, mà không lẽ mình nói chạy tới ôm tôi đi, chạy tới ôm tôi đi. Đứng hoài thì bên kia cũng im hoài thì mình bực. Một hồi mình quạo cái mình nói đứng im hoài sao về luôn đi. Cái đứng vậy quay ra đi về luôn, trời ơi. Thật thà là thế rồi. Thật thà cái gì, cái đó mà gọi là thật thà, không có được. Không có được, nha. Dạ. Mạnh dạn lên. Buồn không? Dạ buồn chứ. Rồi mỗi lần thí dụ mình xem phim mà tình cảm đồ đó trong người mình nó có rạo rực gì không? Tới càng đó có quay đi. Tới càng đó có quay đi. Quay đi chỗ khác. Quay đi. Trời ơi sao mà nhìn. Mình thấy mình ước ngao không được làm không thế. Nhưng mà mình phải nhìn chứ. Mình nhìn mình mới có cái sự thôi thúc, mình mới là đủ cái gọi là cái quyết tâm để mà mình hành động chứ. Đó giờ có thích anh nào không? Dạ không. Chắc không? Chắc luôn ạ, chuẩn nam gì? Chuẩn nam luôn hả? Dạ. Nhưng mà xưa giờ coi cũng không dám coi, làm thì chưa dám làm. Rồi bây giờ rã tỉ chứ có bạn gái có vợ rồi biết làm gì không? Tự động nó tới hả chị? Sao tự động được, phải coi mới biết chứ không coi sao biết. Tự nhiên bản năng nó ra chị. Nhưng mà có coi không? Coi chứ. Thấy chưa, có coi mà dám nói quay đi khác. Bởi gì? Sao nghe ảnh 38 tuổi chưa nắm tay, chưa có nụ hôn đầu đời luôn, em thấy sao? Em thấy thật quá chị. Mà em thật cảm thấy thích hay em cảm thấy ngại? Em thì cảm thấy một người đàn ông thì phải mạnh mẽ một chút, cá tính một chút, bản lĩnh một chút thì mới có thể bảo vệ được gia đình của mình. Mà dám thích một người phụ nữ thì phải nói lên lời yêu thương thì người ta mới yêu thương mình được. Đúng. Chứ có người phụ nữ yêu nhưng làm sao có thể là cọc cái tim trâu được, đúng không? Đúng. Lời người đàn ông thì phải là nói ra lời yêu thương thì người phụ nữ mới cảm nhận được tình cảm người ta dành cho mình. Đúng. Và mới dám yêu người đó được. Mới dám cao thân gửi dạ, phận. Dạ đúng rồi. Chứ cứ âm im ai biết nghĩ gì trong bụng. Dạ. Rồi mai mốt có chuyện gì đổ thừa tại em theo tôi đâu có nói gì đâu. Dạ. Đúng không em? Dạ. Rút kinh nghiệm nha Công Nguyên. Dạ. Hiểu một cách sâu sắc và cải thiện nha. Dạ vâng. Chị. Tay lạnh quá trời, run quá mà. Tình trường em sao cưng? Em thì cũng có hai mối tình rồi chị, nhưng mà cũng không đi đến đâu cả. Một mối tình đầu tiên của em thì em khi em mới ra trường á, là một anh một đội. Thì em cũng yêu mới khoảng 2 tháng thôi. Anh đi nhận công tác ở Đắk Lắk. Thì anh lại yêu con của sếp ảnh. Thế là hai đứa rồi chia tay. Rồi. Sau 5 năm sau thì em mới bắt đầu quen một người bạn trai khác. Nhưng cũng chỉ trong vòng 1 tháng thôi. Tình yêu gì ngắn ngủi vậy? Thế là em cảm thấy cái người bạn trai này nó chưa có định hướng cho tương lai của hai đứa. Nên em mới thôi ạ. Có thể là một phần duyên nợ của em đang nằm bên kia hay sao? Cũng có thể, mình cuộc sống phải luôn luôn hy vọng. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Không có gầy, cũng không có mập. Mạnh mẽ, bản lĩnh một chút. Đừng có nhút nhát quá. Hiền thì đôi khi cũng rất là tốt, nhưng mà cũng phải là mạnh mẽ lên thì mới là bảo vệ mạnh mẽ để bảo vệ cho người phụ nữ được. Đúng, đồng ý. Bên đây chị thấy mọi thứ là ok, hợp chuẩn hết á. Chỉ có cái vụ hơi là nhát nhát đó. Dạ. Mới bắt tay mình cải thiện rồi nha. Dạ. Cố gắng. Thế em muốn tìm một người vợ trong tương lai là người như thế nào? Dạ, tìm một người trung thủy, không nói dối. Biết quan tâm lo gia đình. Rồi, mà gương nhìn được. Hai bạn có đem hình của mình theo? Dạ có, em có mang theo hình đây ạ. Cảm ơn em. Đây, có cô gái ấy, rất dễ, có hai ba cô tự lựa. Trời sao mình để đông vậy? Ảnh toàn núp núp ở đằng sau không à? Đó, mà đông như vậy đó, kiếm đi. À, em thấy có một người núp đằng sau rồi đó. Cái này. Ừ, hay quá, giữ nguyên hiện trường. Bên này rất đơn giản, không cần gợi ý. Đã rõ luôn. Ai? Nhà mặc áo vàng đúng không chị? Áo vàng phải không? Rồi, để đó đi. Hãy nhìn nhau đi các bạn ơi. Xin chào anh. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em cũng có một món quà nhỏ tặng anh. Hy vọng là món quà này sau lần tập mặt này nó sẽ đi theo anh. Và mỗi lần anh sử dụng nó thì anh sẽ nhớ đến một người bạn gái ở phía bên kia trái tim ạ. Dạ, tặng rồi, anh. Cảm ơn em. Rồi, ngồi xuống đi hai bạn. Món quà này là cái gì vậy em gái? Đó là một cái dây thắt lưng của anh. Chết rồi, mang vô là thắt lưng á, mang vô là thắt lưng á này cưng. Thắt lưng. Thắt lưng á, là hai nhiều ý nghĩa lắm. Vừa thắt lưng là thắt em luôn, mà thắt lưng buộc bụng là kêu em tiết kiệm lấy về nhiêu tiền đưa cho cổ hết. Dạ. Ghê lắm. Cuốn sách có ý nghĩa gì em? Sách tựa gì? Hấp dẫn bí mật tối cao. Luật hấp dẫn bí mật tối cao ạ. Tức là họ chỉ cho mình cách mình mong muốn điều gì mình sẽ thực hiện dần dần, nó sẽ tự động tới mình. Hoặc tránh những tiêu cực và mấy mình cuộc sống tích cực hơn. Dạ. Thế em mong muốn điều gì? Em bây giờ em mong muốn có gia đình. Thế thì em đang cố gắng thực hiện từ từ, đừng có tiêu cực ha. Dạ rồi.
Bây giờ Dì Tường mời hai bạn thưởng thức những món ăn. Đây là món tôm sú rang muối Hồng Kông. Đây là món xôi bồ câu. Bây giờ hai bạn vừa ăn vừa trò chuyện với nhau thật là tự nhiên nha. Chút xíu nữa chị Tường sẽ quay lại. Chúc hai bạn ngon miệng. Rồi. Em mời anh ạ. Dạ mời em. Nhưng mà em ăn bên này góc cho. Dạ thôi em ăn bên này được rồi. Anh mỗi lần rảnh rỗi thì cuối tuần á anh làm những công việc gì? Anh làm IT nên về hướng về mặt kỹ thuật. Anh thích sửa chữa. Cuối tuần là anh cũng đi làm luôn, không có thời gian đi làm sửa chữa vui hoặc đi sửa chữa đồ công ty mình thôi. Mời em nha. Dạ em mời anh. Dạ là anh cũng không có thời gian nào rảnh để mà đi chơi hay là đọc sách hay là cho những cái thú vui riêng của bản thân đúng không? Có thời gian mà quan trọng là chưa có đối tượng để đi. Nếu có rồi thì anh muốn đi đâu? Đi thích đi xem phim, đi dạo chơi, đi đi các trung tâm thương mại, đi rồi đi ngắm này ngắm kia. Rất là thích phong cảnh thiên nhiên đẹp. Em thích đi cà phê các bạn vào cuối tuần hoặc là đi mua sắm gì đấy. Anh gặp em thì anh cảm nhận thấy thế nào? Cái cảm xúc thật sự của trong lòng mình ấy. Cảm thấy thì em không không nghe. Công Nguyên ơi, mình lột con tôm đi qua bạn gái cho nó ga lăng lấy hình cho nó đẹp với cưng. Dạ. Về cảm nhận của anh thì em thấy anh cũng là người có cá tính. Còn em thì em thấy anh cũng rất là hiền. Đúng rồi. Anh có sợ bị vợ ăn hiếp không? Em thì em không ăn hiếp vợ chồng nhưng mà em thấy anh hiền có. Nếu như sau này anh lấy một người vợ dữ hơn một chút, người ta ăn hiếp anh, ví dụ bận quá anh ơi, anh còn bếp nấu cơm giùm em được không, anh có chịu không? Phụ vợ là chuyện rất bình thường bây giờ. Còn ăn hiếp, ví dụ ăn hiếp là kiểu ăn lấn át là thôi. Ăn át thì chắc là không có. Còn phụ vợ, mà phụ gia đình là chuyện bình thường thôi. Dạ, nếu có việc thì đấy, hay là mệt mỏi như là chồng nấu cơm, nấu nước hay dọn nhà thì chắc là anh cũng phụ đúng không? Đúng rồi, cái đó thì anh tự làm được. Dạ em xin. Tưởng tượng lột xong ăn chắc vui lắm. Em ở với anh chị thì anh chị nấu hay là em về em nấu? Hầu như là chị gái em nấu. Nếu mà anh chị bận thì em vẫn vào bếp nấu cơm anh. Một câu hỏi đặt ra về vấn đề lột tôm. Tại thấy em ga lăng quá Công Nguyên. Bây giờ hỏi em nè. Dạ. Nếu như trường hợp mình đi ăn tiệc với bạn trai của mình. Dạ. Trong tiệc người ta đãi món tôm. Trong bàn thì có 10 người. Xung quanh em ngồi một bên bạn trai mình. Nhưng mà bên cạnh cũng có một hai cô gái ngồi chung mà họ đi một mình. Bạn trai của em ga lăng và lột tôm cho mấy cô kia. Rồi cũng lột tôm cho em. Em suy nghĩ như thế nào? Dạ em cũng rất là vui ạ. Dạ. Ủa em đơn giản vậy thôi hả? Vui thiệt rất là vui. Vui thiệt hay là em vui? Không sao, em nói thiệt. Em rất ít khi ghen những vấn đề đấy. Đôi khi là cũng phải đặt niềm tin ở người bạn của mình. Ôi hay quá. Ga lăng lịch sự. Thấy người ta đi mình không ai lột thì tôm phụ nữ khó lột. Đúng rồi. Cái ảnh lột gì đó là cái ảnh phân phát. Rồi cái nhiều khi tới em nó hết tôm. Đúng rồi. Ủa có luôn. Dạ không sao chị. Thì đó là hên xui à. Trùng hợp. Hồi đó chị có vậy mà chị bỏ cái anh kia đó. Là ảnh lột mà lột cho cô kế bên trước. Rồi mới lột cho chị sao. Ga lăng trước. Là chị hai đứa về cái lộn. Cũng có thể ga lăng lịch sự. Nhưng mà phải lịch sự với bạn gái trước. Thì phải lột cho chị một con trước cái đã. Rồi mới lột cho thiên hạ. Chứ vô mà lột cho thiên hạ trước. Rồi rủi như tới cuối hết con tôm rồi sao. Không phải là mình thèm ăn con tôm. Nhưng mà mình rồi. Phải trước tiên. Đúng không? Dạ. Trời, chị thấy em ăn con tôm nó chắc ngon lắm ha cưng. Đâu quá, ngọt, không ai lột tôm chị ăn hết trơn. Thấy người ủng mộ ghê vậy đó. Dạ, cặp này tôi thấy là cũng được rồi đó nha quý vị nha. Nếu mà quen nhau bao lâu thì em nghĩ là tiến tới hôn nhân là hợp nhất? Dạ, thì em cứ 6 tháng là vừa. Thì em nghĩ là cái khoảng thời gian đó cũng đủ để hai đứa hiểu nhau rồi. Nếu mà có tình cảm yêu thương thật sự thì cũng đủ để gắn kết yêu thương lâu dài. Đúng rồi. Chứ tìm hiểu lâu quá thấy cũng đâu có được gì đâu đúng không? Với lại mình có tuổi rồi, thanh xuân còn đẻ rồi này kia, còn con cái rồi nữa chứ. Quan trọng là cái tình cảm mình dành cho nhau thật sự như thế nào thì rồi. Chứ không phải là thời gian nhiều hay ít. Chính xác. Hôm nay em đi với ai? Có người thân không? Hôm nay em đi với mẹ em. Có mẹ hả? Dạ. Trời ơi, nãy giờ chị tố em quá, chắc mẹ em giận chị lắm nè. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với chị gái, anh rể và các bạn của em, đồng nghiệp của em. Vậy hả? Đông quá, vui quá. Mời gia đình hai họ vô.
Dạ, chào cả nhà, nhà mình đông quá. Nhưng em chào bên đây trước, bên đây phụ huynh. Dạ, dạ. Con chào cô. Chào MC Cát Tường. Dạ. Hôm nay nãy giờ cô coi, cô thấy vui không cô? Nói chung là vui lắm. Gặp Cát Tường ở trong TV, nhưng mà dạ, hôm nay mới gặp Cát Tường trực tiếp. Dạ, nhưng mà nãy giờ cô chê con, cô chậm quá, cô chọc ghẹo em nó hoài, cô có giận con không? Không, 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 không. Con vui rồi cô ha. Cô muốn làm cho chương trình Cát Tường là mạnh mẽ lắm đấy, biết dạ. Hôm nay cô đến đây đúng là tìm con dâu. Dạ. Đây là một cái duyên thì mong hai con này cho nhau cơ hội. Dạ, nhưng mà cô có cái tiêu chuẩn nào cô lựa chọn, cô có cái yêu cầu gì không cô? Cô nhìn thấy con gái kia là cô ưng á. Ưng rồi hả cô? Dạ. Con chào cô ạ. À. Rồi, cô chào con. Cô có khỏe không ạ? À? Dạ, cô vẫn khỏe. Dạ. Dạ, con cảm ơn cô đã đến cùng anh và chia sẻ hôm nay đúng là tình cảm với con ạ. À, nhờ bà Mai MC Cát Tường yeah, đã dẫn dắt hai con đến đây thì cô cũng mong hai con này cho nhau cơ hội để tìm hiểu tiến tới hôn nhân. Cảm ơn Cát Tường. Mà hai mẹ con ôm nhau một cái nè, biết đâu nè, biết đâu bất ngờ. Hay quá, cảm ơn nha. Rồi về vị trí đi cưng, giờ cô đứng đây nha để con qua phỏng vấn họ nhà gái đông quá. Dạ, ai là chị ruột ạ? Dạ em. Dạ em tên gì? Dạ em tên Lan, em là chị gái của Thanh. Dạ chị gái của Thanh. Vâng. Đứng gần chắc chồng rồi, gì nữa? Đúng rồi ạ. Dạ. Thế hôm nay lắng nghe câu chuyện của hai em từ nãy giờ thì tâm lý là của một người chị gái ngồi bên dưới thì cảm xúc như thế nào? Em cảm thấy rất là vui, chương trình tạo điều kiện cho hai bạn, hai em gặp nhau. Nếu có duyên thì hai bạn, hai em đến với nhau. Anh rể. Anh rể thay. Hai người đàn ông. Mong là đưa hai bạn tạo nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Sau này mà tiến tới được hôn nhân rồi phát triển nữa thì anh em mình có cơ hội. Hai anh em mình cùng treo. Cùng treo. Rồi, hôm nay trời tôi muốn tuyển em đi lấy chồng đó em, đi đội hình đông thì là quyết tâm rồi đó. Dạ thôi thì cảm ơn gia đình hai bên nha. Và Tường cũng hy vọng là với cái sự ủng hộ của gia đình như thế này thì hôm nay là cặp đôi này cũng sẽ có cái cơ duyên đến được với nhau. Dạ cảm ơn cả nhà. Dạ con Cát Tường cảm ơn cô nha, chúc cô sức khỏe. Dạ bây giờ hồi hộp lắm á, xuống coi cái đoạn kết á, đoạn kết của một cuộc tình. Vui quá ha, lâu lâu mình có gia đình đông đúc như vậy mình mới cảm thấy rằng là thật sự là quý vị khán giả rất là quý và rất là tin tưởng vào chương trình mà chúng tôi đang làm. Đã rất là nhiều cặp đôi đến được với nhau rồi, cho nên là tất cả mọi người tham gia chương trình với một cái thái độ, một tinh thần rất là nghiêm túc. Những ai đang còn ế, đang còn muốn tìm một nửa yêu thương của mình hãy đến gặp Cát Tường quý vị nha. Rồi, thêm một cơ hội nữa, anh này nhát quá, cho anh có cơ hội tiếp xúc để mà chia sẻ được cái thêm cái tính cách của mình cho bạn gái hiểu hơn. Bóc một lá bài đi anh. Rồi, bọc lớn lên giùm Cát Tường. Thử tưởng tượng hai bạn đi lạc trong một rừng sâu. Đang trú trong một hang đá. Hai bạn sẽ làm gì cùng nhau trong đêm nay? Rồi, giờ tưởng tượng thử coi. Em trả lời trước nè. Đang bị lạc ở trong rừng á. Mà chỉ có một nơi cư trú là cái hang đó thôi. Thì em nghĩ là đêm dài lắm, đêm dài cũng không thể đi đâu được. Thì tốt nhất hai đứa sẽ trú ở đó để qua đêm, sáng xong sau trở về. Để cái đêm nó qua nhanh thì hai đứa sẽ trò chuyện sao để cho nó vui vẻ, để cái đêm đó nó hấp dẫn hơn, vui vẻ hơn, không còn cảm thấy sợ hãi như ở trong cái hang rừng có hai đứa nữa. Cảm giác như là cái đó là ngôi nhà của mình vậy. Ngôi nhà của mình vậy là ngủ chung đó. Không phải là ngủ chung. Chọn gì nữa? À thức chung. Thức chung. À thức chung. Còn thức làm gì? Đố ai biết. Dạ. Còn Công Nguyên? Em thì trước hết là mình đàn ông mình phải gọi là làm sao cho hai người an toàn chứ đã. Sắp xếp mọi thứ để có cái chỗ nghỉ ngơi cho nó đàng hoàng. Rồi hai người bắt đầu ngồi tâm sự với nhau đó. Chà hay ha. Bởi vì đàn ông nó khác phụ nữ, mình thì hơi lãng mạn rồi mình tính cái gì đó. Nhưng đàn ông rất thực tế. Đây là bờ vai vững chắc, chậm nhưng mà chắc. Là phải lo cái an toàn trước tiên, rồi lúc đó mới lo tới cái chỗ nghỉ ngơi. Rồi ổn cái chỗ nghỉ ngơi rồi lúc đó mới ngồi tâm sự. Chưa có quan sát chung quanh, chưa biết ổn không mà lo tâm sự rồi, thấy không? Rõ ràng là nó sâu sắc hơn, đúng không em? Được. Rồi mời em gái. Bạn nam bế hoặc là cõng bạn nữ 5 vòng và nói to anh yêu em. Mời em 5 vòng đấy vậy. Đúng rồi, hay là em muốn cái vòng ra sân vận động, chị về máy ra sân vận động quay. Đứng lên và qua xin phép bạn gái. Rồi, thử sức đi, thay vì là hít đất. Bé em nha. Dạ. Rồi, váy dài rất là ok, tuyệt vời.
dòng và anh yêu em. Trà năm dòng hơi đuối nha quý vị. Vỗ tay ủng hộ phía dưới bà con ơi. Một dòng, anh yêu em chưa? Anh yêu em. Một dòng, năm dòng nha cưng. Có vợ hay không là giờ cái phút này đó. Ở dưới nhiệt tình lên trời ơi. Hai dòng, trời anh ơi yêu chắc... em. Mình có thể tha không ba dòng không? Năm dòng đuối rồi nha. Anh yêu em. Anh yêu em mặt méo xẹo vậy. Ba dòng. Đáng lẽ vừa đi vừa hát nữa đó. Dạ thôi cho anh. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên. Rồi anh yêu em. Anh yêu em, cố lên. Dòng cuối rồi. Cố lên, đã nói anh rồi anh tôm mà. Rồi anh yêu em. Rồi anh yêu em. Dạ bên anh đó. Cho anh thở đi em. Xỉu chưa? Dạ, sắp xỉu rồi. Rồi về về ngồi đi, mặt tái hết trơn vậy cưng. Đó là một cái sự va chạm va chạm rất là rất là nặng đấy. Có thể là có truyền được nhau cho nhau một cái điện gì rồi đấy. Và bây giờ là lúc quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Dạ. Ủa rồi cái miếng giấy gì trong túi áo vậy? Dạ, miếng giấy về tính đọc thơ về ngành nghề của em nè. À, đọc thơ về ngành nghề của em rồi tính chừng nào đọc. Bây giờ đọc luôn đi em. Chứ bấm nút rồi còn thời gian đâu nữa đọc. Rồi mời em. Đừng dạy quen bọn IT, chúng nó khô khan lãng mạn gì, viết thư tán gái thì kinh dị, chúng viết bằng ngôn ngữ gì, ngôn ngữ C. Đừng dại mà yêu bọn IT, chúng nó tài năng mỗi tội kỳ, bạn gái chúng đòi đi đăng ký, bẻ khóa được rồi đăng ký chi. Đừng dại mà yêu bọn IT, chúng nó 35 đến lạ kỳ, gặp nhau anh ý toàn năn nỉ, em mở mã nguồn cho anh đi. Dạ rồi. Ta chuẩn bị bấm nút. Mà ổng miễu đừng có yêu bọn IT. Dạ, câu cuối vậy, câu cuối đó mày. Câu cuối mới hay ha. Rồi, đủ lớn, đủ hiểu, đủ sự tinh tế, đủ cảm xúc để cảm nhận được. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Chúng tôi chỉ cho các bạn cơ hội, nắm bắt hay không là quyền của các bạn và phải chịu trách nhiệm với những quyết định của mình. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Sao em không bấm? Dạ em thấy bạn nữ rất cá tính. Bạn lúc em bạn có nói là thích bạn trai gọi là mạnh mẽ, với em là hơi hiền. Mạnh mẽ và hiền nó khác nhau. Tại vì em hơi hiền không có mạnh mẽ để gọi là cho bạn ấy tựa vào. Trước khi nãy bạn nó có hỏi là anh là người có về có bị vợ bắt nạt hay không á, thì em thấy cũng hơi lo sợ. Và cả cuộc đời em đã cứ sợ rồi. 34 cái xuân xanh đã trôi qua vẫn cứ sợ. Tại sao không thử cho mình một cơ hội? Đó chỉ qua là những cái câu nói, những câu hỏi để mình hiểu được nhau nhiều hơn thôi. Chị nghĩ rằng cá tính tạo nên số phận. Tại vì em như vậy cho nên đến giờ này em vẫn chưa có một cái tình cảm, một cái kinh nghiệm nào. Chị không phải là chê em, chị cũng không chỉ trích em, nhưng rõ ràng là cái kinh nghiệm trong tình yêu em không có. Và thật sự biết mà không nói mới là cái tội. Chị rất là thẳng thắn, chính em mới là cái người làm mất những cái cơ hội của mình. Nên bữa nay chị cố tình chị ráng giúp em, chị mong muốn là em cho mình một cái cơ hội. Nhưng mà thôi, chị vẫn tôn trọng cái người tham gia. Tường buồn quá à, nên Tường muốn chia sẻ cảm xúc với cô một xíu. Mẹ thấy bạn gái này dễ thương mà mẹ cũng ưng ý. Thôi thì con cứ... Nói chung hai con này cho nhau cơ hội cứ tìm hiểu. Mình còn tìm hiểu nữa cơ. Nhưng mà bây giờ bạn ấy đã bỏ cái cơ hội này rồi ạ. Bây giờ mình chỉ nói con để con rút kinh nghiệm mà những lần sau thôi ạ. Cô hơi buồn. Cô mong muốn là hai con cứ bấm nút để cho nhau cơ hội. Mình chứ còn tìm hiểu nữa cơ mà. Chứ đâu có phải lấy ngay đâu. Dạ thôi thì đó. Chị cũng rất là thương em. Là Tường cố hết sức để mà vung vén cho các bạn. Nhưng mà vẫn tôn trọng các bạn nha. Thôi mời em đứng lên. Mời em gái. Dạ. Mỗi người có một suy nghĩ riêng. Nhưng mà với một cô gái tự tin, bản lĩnh, giỏi giang như em, chị tin chắc chắn rằng là không xa em cũng sẽ tìm được một người đàn ông đủ bản lĩnh để mà có thể hiểu và chia sẻ và đồng hành cùng em. Dạ em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn em rất nhiều. Có thể là hôm nay duyên chưa phải với mình, nhưng mà cũng có một món quà của chương trình dành tặng cho em nha. Phần quà dành cho em là bộ son Yurika đến từ Nhật Bản. Với chất son lì không chì, mang nhiều màu sắc trẻ trung, phù hợp với mọi cá tính, sẽ giúp cho bạn tự tin nổi bật trong mọi ánh nhìn.
Sau khi mà anh bấm nút, không bấm nút ý, mẹ anh ấy lên và nói tình cảm, mong muốn là anh ấy sẽ bấm nút. Chị cảm thấy thương bác vì bác cũng có một chút tình cảm dành cho chị và cũng mong muốn là anh có vợ, gia đình. Cảm giác chứ là cảm xúc đầu tiên, chị chưa để mẹ gì nhiều rồi. Chúng ta chỉ có gì nhiều, thông tin nhau thì đã thấy chưa có sự chung khắc mái. Cô mong để nói cho mẹ như bạn gái đấy là cô ơn. Nhưng mà chắc là theo con cô, theo cô nghĩ, chắc là nghĩ là nhiều tuổi. Vì bây giờ nhà cô có mỗi con trai mà lại là thuộc họ, cho nên là muốn lấy cái người trẻ trẻ 92, 93 hoặc là 94 đấy, đảo lại đến 89 đó, để còn sinh nở như thế. 85 là sợ nếu lúc về thì không đẻ được. Nói chung là thế đó, cô tâm sự thật đấy. Mà cô ưng cô này đúng không? Cô ưng cô này, chung là được. Bác cũng rất là thật lòng, nhưng mà cũng không thể trách anh được vì đấy là tình cảm thật sự từ trái tim của anh và chị cũng không muốn ai yêu chị không thật lòng. Thầy cô không bấm nút làm cho con đó không ạ? Tại con không được vô. Rồi con chúc bác và em sức khỏe. Cảm ơn bác và em đã đến tham gia với chương trình. Cảm ơn dạ. Dạ. Ôi kính thưa quý vị, buồn quá. Hôm nay tôi thấy bà con hai bên đông đúc, tôi tưởng đâu chuyến này thắng lớn được ăn cái đầu heo rồi, nhưng không được quý vị ơi. Thôi, vẫn một câu nói cũ, mình phải luôn tôn trọng ý kiến của những người tham gia chương trình, bởi vì mình không phải là họ nên mình không thể quyết định được hạnh phúc và cuộc đời của họ quý vị nha. Cũng mong rằng quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cũng đồng cảm với quyết định của hai bạn ở đây.